Vâng, chào anh em đã quay trở lại với kênh của Hoàng Tâm. Thì hôm nay là ngày chủ nhật, đó ngày 13 tháng 6 năm 2021, thì hôm nay em đã tiến hành bàn giao con xe VM phát về cho vị khách hàng công ty Tiến Nam Phát. Vậy hai anh em đang chuẩn bị làm một cái gọi là rửa xe, với lại rửa xe để cho con xe này được ra xe thuận lợi, làm ăn ngày càng hồng phát hơn, như là chúc công ty ngày càng được thịnh vượng. Và sau này nếu muốn đầu tư thêm xe có thể liên hệ trực tiếp lại với công ty để lấy thêm nhiều xe nữa nha. Đây là cái buổi lễ bàn giao. Thì 6 giờ sáng ảnh chủ yếu là ảnh lấy xe để về cúng kịp giờ. Lúc ở clip trước thì là em đã chuẩn bị bàn giao nhưng mà do chưa kịp ngày đó, nhưng mà hôm nay sẽ là bàn giao. Rồi ảnh có uống gì không? Vô lúc mình hút luôn thôi à. Rồi em mong anh nhiều. Rồi ok anh. Rồi được rồi, trở lại thôi. Ok anh, chúc anh không phát. Rồi.